Xin chào các bạn học sinh lớp 8 và lớp 9 Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn ta Các dạng toán về giải bài toán và cách lập phương trình Tiếp tục với dạng toán năng suất Thì như thầy đã hướng dẫn ra ở tiết trước Phần 1 về toán năng suất Thì toán năng suất là một trong những dạng toán Mà thường xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Của rất nhiều tỉnh thành trong cả nước và các đại lượng của nó thì khó hơn so với những bài toán về toán chuyển động, nó cố định về các đại lượng. Do đó trong từng bài cụ thể thì chúng ta phải đọc thật kỹ đề để tìm ra các đại lượng cũng như là liên hệ giữa các đại lượng để chúng ta giải bài toán. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài toán số 41. Một đội xe theo kế hoạch chở 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn so với thời gian dự định là một ngày. Và ngoài ra thì còn chở thêm được 10 tấn nữa. Hỏi, theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày? Thế thì chúng ta sẽ xem là đây là bài toán như thế nào nhé. Thứ nhất là về đối tượng ở đây thì chỉ có một đối tượng là một đội xe. Tuy nhiên nó phân ra thành hai cái thời điểm đó là dự định và thực tế. Rồi các đại lượng chúng ta bắt đầu phân tích để tìm đại lượng nha. Một đội xe theo kế hoạch phải chở hết 150 tấn hàng. Như vậy thì cái đại lượng đầu tiên người ta quan tâm đó là khối lượng hàng phải chở. Tiếp theo, trong một thời gian quy định như vậy, đại lượng thứ hai chính là thời gian hoàn thành hay là thời gian thực hiện cũng vậy. Và còn gì không? Do mỗi ngày đội trở vượt mức 5 tấn Như vậy chính là khối lượng hàng mà chở được trong mỗi ngày khối lượng hàng chở mỗi ngày thì đó chính là ba đại lượng và công thức thì chúng ta thấy ngay là khối lượng hàng sẽ bằng thời gian nhân với khối lượng hàng chở mỗi ngày bây giờ chúng ta sẽ điền những nội dung gì biết trước biết rồi vào nhé Dự định khối lượng hàng phải chở là 140 tấn. Kế hoạch thực tế thì chở bao nhiêu? Chở thêm được 10 tấn nữa, vậy là 150 tấn. Yêu cầu là hỏi theo kế hoạch đội xe chở hết bao nhiêu ngày? Vậy tức là thời gian hoàn thành theo kế hoạch ta gọi là x. Vậy thì thời gian thực tế là bao nhiêu? đội đã hoàn thành sớm hơn so với quy định là một ngày vậy thì thực tế ít hơn một ngày được x trừ một và do đó từ đây thì điều kiện chúng ta cần đặt đó là x phải lớn hơn một 140 tấn mà chở trong x ngày Vậy thì mỗi ngày sẽ chở được là bao nhiêu? 140 chia cho Tiếp tục, khối lượng hàng mỗi ngày theo thực tế là 150 chia cho x 1. Và từ chỗ này, chúng ta lập được phương trình. Đây là khối lượng hàng phải chở nhé. Thì chúng ta sẽ xem, đây, mỗi ngày đội đó trở vượt mức 5 tấn. Vậy có nghĩa là phần khối lượng hàng thực tế mỗi ngày này nhiều hơn số so dự định là 5 tấn do đó ta công trình là 140 chia cho x cộng với 5 thì sẽ bằng 150 chia cho x chữ 1 từ đây thầy xin đọc lại các câu trả lời thứ nhất gọi thời gian hoàn thành theo kế hoạch là x ngày thời gian hoàn thành theo thực tế là x chữ 1 ngày. Điều kiện đinh 1. Khối lượng hàng chở mỗi ngày theo dự định là 140 trên x tấn. Khối lượng hàng chở mỗi ngày theo thực tế là 150 trên x 1 tấn. Vì thực tế mỗi ngày đôi đó chở vượt mức 5 tấn nên ta công trình. Sau đó chúng ta tiến hành giải công trình ra. Ta sẽ chọn mô chung ở đây là bao nhiêu? chính là x nhân với x 1. Từ đó được 140 thì sẽ nhân với nhân tử phụ của ta. Nhìn mẫu chung mẫu riêng nó thiếu x 1 vậy nhân với x 1. Cộng với 5. Thì 5 ta hiểu là 5/1, như vậy nhân tử phụ sẽ là x nhân x 1 bằng 150. Nhân tử phụ sẽ là từ đây chúng ta tiến hành khử mẫu ra. Dùng dấu suy ra nhé. Nhân này 140 nhân x, x vậy được 140 x. 140 nhân 1 vậy trừ 140. 5 x nhân x vậy được 5 x bình. 5 x nhân 1 vậy trừ 5 x. Sẽ bằng 150 x. Từ đây sẽ tương đương phương trình. 5x bình 140x trừ 5x còn 135 135 trừ đi 150 Vậy còn trừ đi 15x Trừ 140 Bằng 0 Và chúng ta có thể rút gọn cho 5 Để được phương trình đơn giản hơn Đó là x bình trừ đi 3x trừ đi Với 140 trên 5 28 và 0 từ đây mình tiến hành giải chính ra giải được x bằng 7 và x bằng âm 4 x bằng 7 thỏa mãn x bằng âm 4 loại như vậy, thời gian để hoàn thành theo kế hoạch sẽ là 7 ngày. Chúng ta sẽ thử trên máy tính nhé. Chúng ta nập vào cái phương trình ban đầu của chúng ta là bao nhiêu? 140 phần x cộng 5 bằng 150 phần x 1 sau đó chúng ta dùng lệnh ship son. Và mình cho luôn giá trị của mình. Đó là 4. Âm 4 và 7. Cho 7 trước. Dạy 7 đúng rồi. Ship son. Âm 4. Bằng. Ship x 4. Đây là bài này chúng ta chính xác. Chúng ta tiếp tục với bài toán 42. Theo kế hoạch một xưởng may phải may. Xong 280 bộ quần áo trong một thời gian quy định đến khi thực hiện thì mỗi ngày xưởng nó may được nhiều hơn năm bộ quần áo so với số bộ áo phải may theo kế hoạch vì vậy xưởng đã hoàn thành trước một ngày và yêu cầu là theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may trong xong bao nhiêu bộ quần áo Đấy Thế thì đây là một bài toán về dự định và thực tế Như vậy chúng ta có ngay Cái phần này sẽ là dự định và thực tế Ta bắt đầu tìm các đại lượng trong bài toán này. Đây, theo kế hoạch, một sưởng may phải may 280 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Như vậy, cái đại lượng đầu tiên đó là số bộ quần áo phải may. Tổng số bộ quần áo phải may đấy. Cái lượng thứ hai trong một thời gian quy định như vậy có nghĩa là thời gian hoàn thành là cái đại lượng thứ hai. Tiếp theo nhé, đến khi thực hiện mỗi ngày xưởng phải may nhiều hơn 5 bộ sau quy định. Chúng ta quan tâm chữ mỗi ngày. Vậy chính là gì đây? Chính là số bộ quần áo. Số bộ quần áo. May trong một ngày. chúng ta bắt đầu điền vào trong bảng này theo kế hoạch này thì xưởng may 280 vậy chỗ này là 280 và chúng ta đọc tiếp vì thế xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày tức là ở đây số quần áo thực tế so với dự định thì vẫn như nhau do đó chỗ thực tế này cũng là 280 yêu cầu là theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo vậy chính là số bộ áo may trong một ngày theo kế hoạch đây kế hoạch hay dự định cũng vậy thì ở đây là một vậy số bộ quần áo may trong một ngày của thực tế là bao nhiêu đây thực tế là mỗi ngày sửa năm may được nhiều hơn năm bộ quần áo so với dự định như vậy chỗ này sẽ là x cộng với 5 thời gian hoàn thành theo dự định là bao nhiêu thì chúng ta sẽ được là 280 phần x Thời gian hoàn thành theo thực tế Sẽ bằng 20 180 phần x cộng 5 Và từ đây Chúng ta sẽ ra phương trình nào Thì đây chúng ta có là gì đây Là xưởng đã hoàn thành Sớm hơn kế hoạch một ngày Đấy. Trước một ngày Vậy tức là thời gian thực tế Ít hơn so với thời gian dự định là một ngày Do vậy ta có thể lấy là 3 trừ đi 4 thì bằng 1 Tuy nhiên Chúng ta nên Đưa phương trình ở dạng cộng Thì phương trình nó không bị cái hệ số A là âm thì nó đẹp hơn Do đó ta lấy ít cộng với 1 thì bằng nhiều Ta công trình chính là 280 Chia cho x cộng 5 Cộng với 1 Thì bằng 280 9x Vậy các câu trả lời như sau Gọi số bộ quần áo May trong một ngày theo kế hoạch Là x bộ Điều kiện Của chúng ta sẽ là x Thuộc n sao Ở đây thì số bộ quần áo mình không tính là những cái bộ quần áo mà người ta đang may dở thì không tính Do đó chúng ta phải tính là cái bộ hoàn thiện Do đó bắt buộc phải là số tự nhiên, không được né nhé Tiếp, số bộ quần áo may trong một ngày theo thực tế là x cộng 5 bộ Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là 280 trên x ngày Thời gian hoàn thành theo thực tế là 280 trên x cộng 5 ngày Vì thực tế xưởng đã hoàn thành sớm kế hoạch một ngày nên ta có công trình sau đó chúng ta tiến hành giải công trình ra tôi lấy mẫu chung mẫu chung chính là x nhân x cộng năm ta được là 280 này nhân với nhân thực vụ chính là x cộng với x nhân x cộng 5 thì sẽ bằng 280 và đây sẽ nhân Với nhân tử phụ chúng ta chính là x cộng 5 Từ đó tiến hành khử mẫu Sẽ được 280x Cộng với x bình phương Cộng với 5x Bằng 280x Trừ đi 1000 à, Cộng với 1400 Thu gọn phương trình này Chúng ta sẽ được 280 với 20 này hết Vậy còn x bình Cộng với 5x trừ 1400 Bằng 0 Chúng ta dùng máy tính để Chúng ta giải quy trình ra Vậy x bằng 35 và x bằng 40 x bằng 35 thỏa mãn và x bằng âm 40 loại vậy theo kế hoạch thì mỗi ngày xưởng sẽ may là 35 bộ quần áo vì chúng ta sẽ thử lại với phương trình ban đầu nhé ta có này 280 phần x cộng 5 cộng với 1 bằng 280 phần x ship son cho luôn giá trị 35 bằng với nhằm đúng rồi ship son âm 40 bằng x bằng âm 40 vậy chính xác Chúng ta tiếp tục với bài số 43. một sửa theo kế hoạch một xưởng may phải may 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định đến khi thực hiện mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 4 bộ quần áo mỗi ngày so với số bộ áo phải may một ngày theo kế hoạch vì thế xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày hỏi theo kế hoạch mỗi ngày sướng phải may bao nhiêu bộ quần áo Vậy chúng ta thấy là bài số 43 này hoàn toàn giống như bài tập số 42 Nên thì nó sẽ hướng dẫn nhanh Chúng ta có này Kế hoạch và thực tế số đại lượng, Các đại lượng là số bộ quần áo may phải may Thứ hai là thời gian hoàn thành Và thứ ba là số bộ quần áo may trong một ngày thì nếu ta gọi số bộ quần áo may trong một ngày theo kế hoạch là x bộ điều kiện ở đây là x thuộc là sao? Thì số bộ quần áo may trong một ngày thực tế là x cộng 4 bộ. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch sẽ là 360 trên x ngày. Thời gian hoàn thành theo thực tế là 360 trên x cộng 4 ngày. Vì xưởng đã hoàn thành sớm kế hoạch một ngày nên ta công trình 360 trên x cộng 4 cộng 1 bằng 360 trên x và chúng ta sẽ thu gọn phương trình trên được x bình cộng 4 x trừ 1440 bằng 0 giải được x bằng 36 thỏa mãn và x bằng âm 40 loại từ đó ta kết luận là mỗi ngày xưởng phải may 36 bộ quần áo thì trên đây thầy vừa giới thiệu chúng ta ba bài toán về dạng toán năng suất chúng ta sẽ hoàn thành 3 bài tập này bởi nơi giải đầy đủ trong vở của mình và chúng ta tiếp tục theo dõi những cái bài giảng tiếp theo của thầy về toán năng suất xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết dạy tiếp theo